Thằng Tài chưa chắc gì mà nó yêu mình trọn đời đó. Ở đây người ta bảo hành mình trọn đời đó. Đúng rồi đó mọi người đó. Không phải kiểu mà giàu gió trúng số này kia nha. Không phải nha. Không kiểu giàu gió trúng số rồi mình tiêm cái trái tai bự lên là không phải. Không đẹp chứ được cái khùng. Thì phóng viên tại hiện trường tôi đang ghi nhận tình trạng nước đang rất là ô nhiễm. Một màu đen thâm thẳm nha mọi người nha. Ủa đây phải không anh? Ủa không phải, nhớ bên tàu mình bơi mấy hả? Alo anh ơi, em đến mua cái vòng trầm hương, em ngồi ở dưới lớp C, dưới cái sảnh này nè, anh xuống đón em giùm nha. À rồi, ok ok, em đợi anh xíu anh xuống đi. Dạ rồi. Dạ rồi, chào anh. Dạ. Hello em. Hello anh. Quen. Trời ơi, đi anh nhắc lên xem nha. Quen. Ủa mình ở lầu mấy muốn tiêu anh? Ở lầu 24 nè em. Hôm bữa em mua cái dòng cho mẹ em thì mẹ em thấy sao? Đây là câu trả lời nè, quay lại mua cái nữa là câu trả lời nè. Ồ, quá tuyệt, chú ấy thì tốt luôn. Rồi, đợi xíu nha, thằng máy đi nhanh lắm. Đợi cho em lên. Ở giờ chỗ mình bán được không anh? Bán được em, mua được luôn. Tại vì khách rất là thích đeo vòng trầm hương, đeo vô tích đó, năng lượng tích cực vô mình rất là nhiều, rất là tốt luôn. Bởi vì em mới lại mua thêm cái nữa nè. Tại em chuẩn bị đi chùa. Ồ vậy hả? Em có đem theo bộ đồ lam thế nè. Mua cái vòng nữa cho nó hợp, đủ combo. Vô chùa nhớ niệm Phật đọc kinh là... Chụp feedback cho anh luôn. Trời ơi, cảm ơn em quá nhiều luôn. Bắt đầu vlog nha mọi người, nãy giờ chắc mọi người không hiểu Mì đang chuẩn bị làm gì nữa đúng không? Chào thôi. Tan tan tan. Trời, trong vòng mỗi lần mà đến đây các em Mì có cảm giác rất là lạ nha mọi người. Và bây giờ sẽ phải bắt đầu vlog liền cho mọi người đây. Ok, hi mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của cô bé Kiên Giang. Và mình là em Mì. Như trên tiêu đề Mì đã để thì ngày hôm nay em Mì sẽ dắt mọi người đi một cái tour mà gọi là một cái tour tâm linh nha mọi người. Và lần đầu tiên trên kênh của em Mì nghiêm túc làm cái content này, đó là Mì sẽ dắt mọi người đi chùa. Và một cái lĩnh vực nó hơi tâm linh chút xíu, tại vì em Mì là cũng là một người con của Phật mọi người ạ. Đó, và mẹ của em Mì thì rất là thích đi chùa luôn. Cho nên là ngày hôm nay em Mì mới thật sự hữu duyên để mà dắt mọi người đi đến một cái ngôi chùa mà em Mì rất là tâm đắc ở cái Sài Gòn này. Và ngôi chùa cũng rất là nổi tiếng với cái lịch sử, cái bề dày lịch sử cũng khá là lâu rồi mọi người. Và trước khi đi đến ngôi chùa đó thì em Mì sẽ giới thiệu đến với mọi người một cái sản phẩm, một cái món trang sức mà dạo gần đây em Mì rất là quan tâm. Giống như trước đây em Mì cũng đã từng nói mọi người rồi là dạo thời gian gần đây á, em Mì rất là quan tâm về cái đời sống tinh thần đó, về cái việc mà dung dưỡng tâm hồn và những cái cách để mà gọi là chữa lành cho bản thân mình sau một cái chuỗi ngày dài làm việc và bị cuộc sống nó xô bồ, nó xô đẩy này nọ làm mình té ngã này kia đó mọi người. Đó. Ok, và không biết là mọi người đã nghe ở đâu đó cái câu nói này hay chưa? Giàu thì đeo vàng và muốn sang thì đeo trầm. Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay em Mì dẫn mọi người đến với Thanh Thiên Hương, một cái nơi, một thương hiệu mà dẫn đầu về mặt hàng vòng trầm hương ở Việt Nam luôn nha mọi người. Và đây là lần thứ hai em Mì đến với Thanh Thiên Hương rồi. Lần đầu tiên là vào ngày 20 tháng 10, ngày của mẹ hồi tháng trước đó mọi người. Em Mì đã mua chiếc vòng đầu tiên để tặng cho mẹ em Mì. Tại vì mẹ em Mì cũng lớn tuổi rồi mà cũng kinh doanh buôn bán, cho nên em Mì muốn tặng cho mẹ em Mì một cái món quà mà nó mang cái giá trị vừa về tinh thần vừa về vật chất đó mọi người đó. Và em Mì thì không có tính mua cho em Mì đâu mọi người, tại vì em Mì tiếc tiền á. Tại vì một cái vòng vậy thì nó cũng mấy triệu đó, em Mì tiếc tiền em Mì không mua mọi người. Với lại mình cũng còn trẻ mà đem cái đó vô thì em Mì không có kiểu như là không có muốn đeo lắm. Nhưng mà sau 2 tuần, cỡ tầm 2 tuần mẹ em Mì đeo cái vòng đó thì mẹ em Mì điện lên và
bắt em thì là phải mua một cái để đeo liền. Tại vì kể từ khi mà mẹ em đeo cái vòng nó vô á, thì cái cuộc sống của mẹ em xung quanh cái việc mà buôn bán với lại về cái sự mà an yên ở trong tâm hồn của mọi người là mẹ em thay đổi theo cái hướng rất là tích cực. Cho nên mẹ em bắt em là phải mua một vòng để đeo mọi người. Đó và chính là cái lý do ngày hôm nay em rất là tâm đắc và muốn dắt mọi người đến đây để mà giới thiệu mọi người về cái vòng trầm hương ở Thanh Thiên Hương nha mọi người. Như mọi người có thể thấy á, ở trên cái chỗ mà trưng bày này á là có rất nhiều vòng trầm hương với nhiều cái mệnh giá khác nhau, và mỗi một cái vòng trầm hương như vậy á là nó có cái nguồn gốc xuất xứ, có cái câu chuyện của nó và mang đến một cái giá trị rất là khác nhau nha mọi người. Chính vì vậy mà mỗi một cái vòng nó sẽ có cái giá chênh lệch và cái câu chuyện của nó sẽ rất là thú vị. Thì bây giờ mình sẽ mời các anh quản lý đi vào đây để mà có thể giúp tụi mình hiểu rõ hơn về cái giá trị của từng cái mệnh giá và từng cái vòng nha mọi người. Ví dụ hôm nay em mua cái vòng cho mẹ em là giá 5 triệu mấy đúng không ta? Đúng rồi, hôm bữa em mua mẹ mấy vòng này. Tại vì cái tay của mẹ em nhỏ mọi người, cho nên đeo cái vòng nhỏ nó sẽ rất là ngợp. Còn với em thì chắc là em phải đeo cái bự bự, tại vì em thích mấy cái bự bự mọi người ơi. Tại kiểu em bự á, cho nên là cái gì phải bự thì mới hợp đó. Bữa hỏi là mẹ em mua cái nào anh? Quên thì mua cho mẹ cái nào. Cái vòng này nó là đặc biệt nha. Mà mấy cái vòng này đặc biệt đó mọi người, là nó có một cái mùi hương gọi là mọi người thường nghe tới vòng trầm hương là mọi người sẽ nghĩ là nó sẽ rất là thơm và nó thơm nặng nặng một cái mùi gì đó, nhưng mà thật sự không phải mọi người. Cái vòng trầm hương á, nếu mà nó thật sự giá trị và thật sự chất lượng với anh đúng không, là nó sẽ phải có một cái mùi mà nó rất là thiên nhiên, nó rất là tự nhiên, chứ không phải là mấy cái mùi nhiên liệu mà người ta cố tình người ta chế biến ở trong đó đúng không anh? Đó, và mỗi một cái vòng như vậy thì nó sẽ có một cái nguồn gốc xuất xứ khác nhau, một cái môi trường mà tụi nó lớn lên khác nhau đúng không? Cho nên là nó có những cái mệnh giá khác nhau, giống như là đất vậy đó mọi người. Đất ở cái khu vực này nó sẽ có cái mệnh giá khác, đất ở khu vực khác như vậy. Theo em thì nghĩ là vậy, chứ em thì thật sự không có am hiểu lắm nha mọi người. Đó, thì nhờ cái anh này mình sẽ giải thích nhiều cho mình hiểu hơn mọi người. Rồi, đây anh sẽ giới thiệu với em mình một vài món bò mà hiện tại bên anh đang có ha. Đây, sẽ cho em hồi thử một cái mùi. Đây là chiếc vòng được khai thác từ vùng núi của Việt Nam mình, hàng Việt Nam chất lượng luôn nha. Đây em sờ thử nha. Đức Vi Đền 75 triệu đi. Đó, thử em. Nó có một cái mùi gỗ. Đúng. Nhưng mà nó sen sen không? Cái mùi trầm hương á thì nó rất là dịu, rất là thơm, nhưng mà thơm ở cái người đối diện em khi mà em đeo một thời gian. Khi mà em nói chuyện cái mùi nó sẽ tỏa ra rất là gần. Khi mà nói chuyện với anh em nói chuyện với em là khi anh nói chuyện rất nhiều khi là anh sẽ hoạt động tay chân thì cái mùi nó sẽ tỏa ra. Bởi vì khi mà trầm hương này á, nó phụ thuộc vô cái nhiệt độ cơ thể của mình. Đó, nó sẽ hấp mồ hôi của mình vô và nó sẽ tỏa ra cái mùi hương đó, và mỗi người sẽ ra một cái mùi đặc trưng riêng. Trời ơi, hay quá ha mọi người. Đeo vô có thấy nó sang hẳn mọi người à. Thiệt sự luôn. Khi mà bạn đeo một cái vòng này mọi người, tại vì với một cái người giống như em thì mọi người, mình còn trẻ, mình cũng biết về vật chất này kia. Thì xung quanh em thì mà có những cái anh lớn mà người ta đeo cái này á, thì em theo như em được biết á, toàn là mệnh giá toàn là trăm triệu trở lên cũng có đúng không anh? Toàn là trăm triệu trở lên không luôn á mọi người, thật sự luôn. Đó là tại vì nó rất là quý mọi người, và khi mà người ta đeo vô vậy á, mình đeo vô vậy người ta sẽ đánh giá mình với con mắt rất là khác mọi người. Kiểu mình là một người biết chăm lo về cái đời sống tinh thần đó, và mình gọi là có cái sự tĩnh tâm ở trong cái tấm lòng và cái gọi là cái tâm hồn của mình đó mọi người, đúng không ạ? Đó, em thấy nó sang hẳn mọi người, nhìn mình có cái chút gì đó rất là từ bi hỷ xả mọi người ơi. Kiểu như mình đeo vô mà ai mà quánh mình này kia là mình cũng để yên cho người ta quánh luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Đó mọi người, kiểu vậy. Dạo này tài hay quánh mình lắm mọi người. Vô đây anh, vô đây anh. Cái này tài hay quánh mình lắm. Để mình đeo cái này vô nó quánh mình có gì thì mình đỡ đi nè. Đó. Đây mọi người, hồi này chạy này nó hay quánh mình lắm mọi người. Cho nên mình sẽ không mua cho nó mọi người. Mất công nó mua đeo vô này, anh đeo thử coi. Anh đeo cái này vô lại, ví dụ mà em quánh anh không quánh lại luôn, thiệt sự. Cái này vô cho cái tâm anh nó tỉnh chút xíu. Hay quá ha, hay quá ha. Anh bữa em có hửi cái mùi nào mà nó thơm thơm mùi tiêu á anh? À, mùi tiêu quá hả? Đây. Thử vô cái cảm giác mà mình thanh thản lắm kìa, cái gel là đi luôn đó. Đây, sợi này nó sẽ có một cái mùi tiêu nhẹ. Bởi vì như hồi nãy em nói là phụ thuộc vào vị trí địa lý, thì cái chất lượng đất ở đó, cái cây nó lớn lên mà khi mà trải qua tác động từ môi trường thì nó sẽ hình thành lên cái trầm hương. Và
nó sẽ tùy thuộc vị trí địa lý, nó sẽ hình thành lên cái mùi hương khác nhau đó. Và không phải cây chó bầu nào nó cũng có trầm hương đó là... À có nghĩa á mọi người, là mọi người nghĩ là cái vòng trầm hương là làm từ cây trầm hương, nhưng mà thật sự không phải. Trầm hương nó là một cái danh từ, nó là một cái danh từ để mọi người đặt riêng cho cái vòng này thôi, chứ thật sự nó là được tạo ra từ cây gió bầu. Cây gió bầu là cây gì ta? Cây gió đó thì anh hiểu dữ chưa? Cây gió thì nó được lớn lên trong môi trường miền núi, và như anh nói nó theo cái môi trường tác động, nó giống như là sâu cắn nè, sâu đục lỗ nè, kiến đục lỗ nè, và cái cây nó bị tổn thương thì lúc bị đó sét đánh nữa, có sét đánh vậy luôn. Và bản chất cái cây gió bầu này nó rất là dễ gãy, nó rất là yếu, nhưng vì do tổn thương trên cây dầm hương nó sản xuất ra cái tinh dầu trầm, nó chạy lên thân cây để nó chữa lành cái thân cây. Hay quá mọi người ơi. Đó là cái nguồn gốc lý do tại sao mà trầm hương được gọi là vua của các loại gỗ. Đó, nó vừa thơm, nó vừa có nhìn nó trầm mà nó có độ dầu tốt, nó sẽ có độ cứng của cái hạt. Nghe mà muốn khóc luôn á. Thật sự á, nghe mà thấy muốn khóc á. Cái việc cái sự mạnh mẽ của nó mọi người, cái sự mà vượt qua dâm bão của nó mà tạo nên cái sự quý của cái trầm hương này nè mọi người. Đó cho nên là khi mà mình đeo cái trầm hương này vào á, nó cũng sẽ giúp cho mình mạnh mẽ và tĩnh tâm trong tâm hồn rất là nhiều, để mà mình có thể vượt qua rất là nhiều dâm bão cuộc đời kiểu vậy mọi người. Rất là hay, và nghe cái câu chuyện của nó thật sự rất là muốn khóc luôn á. Thật sự. Khóc mũi đi nên tùm lum hết đi không. Ok. Lau nước mắt xong đúng không? Đây anh sẽ cho em xem sợi này bên anh rất là đẹp luôn, rất là đen luôn mà thơm rất là ấm. Đây đen mì cầm. Nhìn sang quá ha. Có nhiều người ta đem mấy cái cọng bự bự á. Nhưng mà mình con gái thì chắc đeo nhỏ nhỏ thôi. Nó thơm cái mùi nhẹ lắm, cái mùi kiểu như là không phải cái mùi mà nồng nặc hương liệu đó mọi người. Thật sự mọi người mà thấy nó nồng nặc hương liệu là không phải đâu nha mọi người. Thật sự nó chỉ nhẹ nhẹ và nó hòa quyện chung là cái mùi cơ thể của mình đó. Ví dụ mà hàng hoàng nó có cái mùi nặc đó là nó tiết ra nó cũng thơm đúng không ta? Ngoài có mùi nặc quá. Đức thì đờ hình thôi chứ gì đâu. Cái mùi gỗ mà hửi vô thấy cái nó sang ghê lắm, giống như mùi nhang vậy. À trầm hương cũng có được làm lên cái nhang đúng không? Bởi vì khi mà điện được cái pho giống như vậy, những cái phần dư á của tùy loại á thì người ta sẽ xây dựng ra, và đó người ta sẽ hình thành làm lên một nhang. Đây là một cái loại nhang mà đang bán. Đây là nhang có tâm và đây sẽ là cái loại nhang không tâm. Nhang trầm hương. Nhang trầm hương đúng rồi. Em hiểu có tâm với không tâm là sao không? Không ạ. Đây có cái lõi trong hả? Có cái lõi là có tâm. À. Đó. Còn đây là nhang không tâm. Nó sẽ là còn khoan, còn hàng này là vô tâm nè. Vô tâm nè. Ngoài nhang ra thì bên anh còn có những sản phẩm về tẩy trầm để trưng bày bằng đặc biệt rất là đẹp, rất là sang trọng. Và ngoài những cái tẩy trầm như vậy thì mình có thêm những cái bonsai cảnh giống vậy. Những cái hạt này là được làm từ trầm hương luôn. À. Trầm hương luôn. Đây giống như là trong sợi chuỗi cây đó không? Đúng rồi đó, nó là những cái hạt đó. Mà mình chưng cái này để làm cái gì ngoài nó đẹp ra? Nó cũng hút tài lộc mà em đây. Hút tài lộc. Về đây nè em, tiền nó. Đây, anh lấy xuống cho em coi cái pho chậm. Đây là củi, đây là củi. Không em, củi này mất tiền lắm. Đó. Đốt. Nấu cơm. Ok nè, đây anh hướng dẫn sơ về ví dụ mà những cái cục chậm giống vậy nè. Em nhìn em thấy nó bình thường đúng không? Em lấy tay em chà. Em chà một hồi, khi mà có nhiệt cái cơ thể mình vô á, nó sẽ bóng lên. Thơm, rất thơm nha. Nó có mùi thơm nhiều, em ngửi thử đi. Mốt xì. Thơm nha. Không có mình nội ra nó cắm gì. Thơm nha. Rất là dịu. Dịu, thơm dịu. Rất là dịu luôn. Không phải giống như trên quảng cáo mà như nãy em nói là nồng. Nồng nè. Hay thậm chí đứng xa 10 mét cũng vẫn nghe mùi. Nhưng mà cái này là nó... Một cục gì là nhiêu tiền anh? Một cục như vậy cũng có tầm vài triệu thôi. Đó. Thì đó, vẫn xoay quanh lại câu chuyện tại sao nó có trầm hương. Thì đây, anh sẽ hướng dẫn chi tiết cho em coi. Đây em thấy cái lỗ của trầm. Và đây là cái thân cây. Cái thân cây nó sẽ như thế nào? Cái phần gỗ ngoài sẽ bao quát một cái cây, một cái gốc cây rất là lớn. Và thường những cái phôi cây, mà những cái tảng mà thường chiêm cổ thụ á, thì nó chỉ chiếm 20-30% là có trầm thôi. Bởi vì sâu và sùng nó sẽ đục vô thân cây và kiến nó sẽ đục lên. Thì khi đó bộ rễ sẽ hấp thụ những cái dinh dưỡng để cho ra cái tinh chất dầu trầm này, và nó chạy xe, nó chạy đen vô những cái sớ gỗ như vậy nè. Đó thì người ta mới gọi nó là trầm hương. Hay ha.
Nhiều khi mình tầm thường quá, mình không đủ tri thức để mình có thể hiểu hết được những cái điều này mọi người à. Những người mà người ta hiểu, người ta chơi là mình thấy người ta đẳng cấp cỡ nào mọi người. Đó, mình biết giải dấp quần áo này kia thôi, cái này là thật sự luôn á. Là mình chỉ đủ khả năng để mình đeo cái cộng chồng vô để mình coi nó giống như một món trang sức thôi mọi người. Đó, mà nó mang lại cho mình cái giá trị tinh thần, mà nó làm cho cái sức khỏe của mình nó cải thiện hơn, đó, cái tinh thần mình đã thư thái hơn. Đó, và quan trọng hơn hết là người ta nhìn vô mình, người ta đánh giá mình là một người biết hưởng thụ cuộc sống. Đó, quan tâm về cái gọi là cái đời sống tinh thần. Đó, cho nên là em sẽ mua một cộng để đeo một mình lên, em không mua cho người ta. Với màu da của em thì anh sẽ lựa chọn cái màu vàng, vàng nhẹ. À, em cứ xem. Màu em vàng lắm hả ta? Không, khi mà da trắng á, em lên màu vàng nhẹ nó sẽ đánh bật cái tông vòng lên, sẽ sáng da hơn. Ok, em nghĩ nha. Mà những này dễ ghẻ nha. Mất không có tiền nha. Rồi đây, anh sẽ chỉ em đeo luôn. Khi mà em để vô tay như vậy thì em sẽ quấn ở ngoài vô. Đó, vòng vòng. Nhưng mà cái sợi dây này nó chắc lắm không anh? Đúng rồi. Vì khi mà ví dụ mà em có bị giãn dây hay là vô tình em bị đứt thì em cứ đem vô đây. Nếu hàng nào anh bù hàng đó luôn cho em. Thiệt không? Thiệt luôn. Mình bảo hành sao anh? Mình chính sách bảo hành bên mình. Chính sách bảo hành đó. Thì đó như anh mới nói đó, với cái dây khi mà bị giãn em đem ở đây. Khi mà mất hàng hay là vô tình em nhìn thấy có hàng nào đứt em đem ở đây. Thiếu bao nhiêu hộp anh bù vô bao nhiêu hộp cho em luôn. Và đặc biệt hơn cái vòng chằm này nó rất là kỹ nước. Tại vì cơ bản nó là gỗ. Ừ, khi nó vô bị kỹ nước thì một nó sẽ bị móc, hai là nó sẽ bị đục một từ từ. Nhưng nó như nãy em nói đó, khi mà anh hấp thụ cái mồ hôi của mình vô á, nó cho ra cái mùi hương của mỗi người đặc trưng riêng đó, thì nó không bị mồ hôi của mình. Chỉ có khi mà mình sử dụng giống như mình rửa tay, mình kéo nó sát lên xíu và mình tắm thì mình cởi nó ra đó. Thì trong quá trình sử dụng nếu mà vòng có cũ thì em cứ đem ra đây anh xử lý được hết, bảo đảm với em luôn. Bởi vì anh có trong thời gian bao lâu không? Trọn đời. Hay hả mọi người? Thằng Tài chưa chắc gì mà nó yêu mình trọn đời đó. Ở đây người ta bảo hành mình trọn đời đó. Ha. Nhìn ở đây nè, hèn hả? Đó mọi người. Hay hả mọi người ha. Với cộng đồng bao nhiêu anh nói dễ dễ điện mất quá. Kì lắm. Rẻ thì ok, anh lựa cho em cái sợi này là 1.7 triệu thôi. Nó là giá rất là sinh viên luôn. Nó rẻ hơn cái cộng bữa nguyên mà em. Đúng rồi. Đó mọi người, thì thường thường mọi người nghe người ta nói một cái sợi chằm là nó lên đến hàng trăm triệu là cũng có nha mọi người. Nhưng mà khi mọi người đến với Thanh Thiên Hương là mọi người sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn với nhiều cái mức giá khác nhau, từ bình dân cho đến trung bình và cho đến cao cấp hơn xíu cũng có. Và cái cộng mắc nhất ở đây là có giá là vài chục triệu mọi người đó. Mà cái cộng rẻ nhất, cái cộng mà gọi là nó trung bình nhất mọi người là bình dân nhất là mấy trăm nghìn. 300, khoảng được 300 đến 500. À, 3 đến 500 đó. Cho nên là anh quên nữa. Đây, anh sẽ cho em coi. Ví dụ nha, em mua vòng mà em nói, ôi anh ơi, anh thích đá bông thủy, em thích màu mè đẹp đá rồi kia, thì anh bên anh sẵn sàng mix miễn phí luôn. Đây là những cái sợi mà bên anh mix sẵn. Làm mẫu thôi, cho em xem. Đẹp quá ha. Nhìn nó mang cái tính thẩm mỹ rất là cao mọi người. Một vài mẫu, anh sẽ cho em xem. Đá rất là đẹp. Rồi, nó mang cái tính thẩm mỹ rất cao mọi người ơi. Không phải mình đeo vô vậy mà thấy kiểu nó quyền. Chứ không phải cái kiểu nó cải lương này kia, không phải nha mọi người. Nó không phải kiểu cải lương này kia, không nhất thiết là phải như vậy mọi người. Với lại bên đây là có tiêu chí là nó không có bán quá sát về cái vấn đề là tâm linh. Đúng rồi. Nó không có bán quá sát về vấn đề Phật pháp, mà nó chỉ quan trọng là về cái đời sống, về sức khỏe, về tinh thần của mình thôi. Đó. Nó không có quá cái gì mà gọi là bởi vì có nhiều nơi á họ quảng cáo giống như là họ tỉnh chồng từ chùa này chùa kia à. Thì anh rất là kỹ cái vấn đề khi mà đem tôn giáo vào, đem tôn giáo vào quá nhiều mọi người, nó sẽ bị tiêu cực đi, nó hơi bị cái gì đó mê tín đúng rồi đó, rất là mê tín nha mọi người, đúng rồi đó mọi người đó. Không phải kỹ mà giàu gió trúng số này kia nha, không phải nha. Không kỹ giàu gió trúng số rồi mình tiêm cái trái tai bự lên là không phải nha. Đó, cái trái tai mình là bự tự nhiên mọi người, đó bự tự nhiên tại mình đeo với cái bông tai nặng quá, cái nó bự đi đó. Đó nè, thử tiếp đi đó mọi người. Không phải kỹ giàu gió trúng số này kia rồi cái gì mà trúng nhà trúng đất này kia, không phải. Người rất là mê tín nên mình không thích những cái điều đó mọi người. Mình là người mà học cao mọi người, mình phải tin vào khoa học nhiều hơn. Nhưng mà em thì là một người kinh doanh buôn bán, mình không tin mình bắt buộc cũng phải tin nha mọi người đó.
có thờ có thiên có kiên có lần đó là cái về cái đời sống tinh thần của mình đó, cái tín ngưỡng của mình đó mọi người đó, cho nên mình cũng rất là chăm đi chùa đó. Đây và mình cũng mua cho mình một cái cọng dây như thế này mọi người nhìn nó hợp với mình mọi người đó. Và mọi người khi mà mọi người sợ cái mức giá nó quá mắc thì mọi người cứ đến với Thanh Thiên Hương là nó có rất là nhiều cái mức giá cho mọi người lựa chọn. Và quan trọng là khi mọi người mua để làm quà thì nó cũng sẽ là một cái món quà rất là tinh tế mọi người, nó rất là phù hợp với làm quà nè mọi người đó, làm quà cho mẹ cho ba đó, nó không có phải là quá cao nhưng mà nó rất là chất lượng nha mọi người, và nó mang cái tính thẩm mỹ nữa, đó là cái điều quan trọng với giới trẻ của mình nha mọi người, nó rất là thẩm mỹ mọi người à. Đó khi đến đây người ta có thể biết cho mọi người mấy cái dòng đá như thế này nè mọi người đó. Đó mọi người đó rất là đẹp nha. Ok, và nãy giờ thì cũng chắc cũng đã nói với mọi người nó hơi chuyên môn chút xíu về những cái vòng trầm hương như thế này rồi. Bây giờ em mình có đem theo bộ đồ lam, em mình sẽ biến hình cho mọi người và em mình sẽ quay trở lại mọi người trong cái diện mạo mà nó chỉnh chu, nó Phật pháp, được người con của Phật thực thụ như mọi người. Nhưng mà không sao, lâu lâu thì chúng ta nên có một ngày mà gọi là reset lại cái tâm hồn sau một cái chuỗi ngày dài mà bị cuộc đời xô đẩy đó, làm cho mình bị biến chất đi đó. Chuỗi ngày mà làm việc mệt mỏi thì nên có một ngày để mà tụi mình ngồi tĩnh tâm lại, suy nghĩ về những chuyện đã qua đó mọi người. Thì mấy cái này là lần đầu tiên như mình làm luôn á, cái này rất là hay nha, ở đây có sẵn một cái set, một cái bộ như thế này luôn đó, trà nữa mọi người, thưởng thức trà nữa mọi người đó. Chúng ta hãy tập là một người biết thưởng thức cuộc sống mọi người nha. nó dốc cái hồ mọi người. Thì mỗi lần mà đến đây em thì đều có một cảm giác rất là lạ mọi người, mình chiêu chiêu mà mình cảm thấy mình sống ở một cái đẳng cấp khác hơn những người còn lại mọi người nha, như mình ở trên trời rồi vậy đó, hay lắm nha mọi người. Uống trà chiều rồi nhìn ngắm thâm cảnh này nọ với một cái không gian rất là chill, mà kiểu như là nó đúng với lại cái tên của cái sản phẩm ở đây bán, rất là trầm luôn mọi người đó. Và đeo trên tay với sợi trầm hương như thế này, một có một cái mùi hương thoang thoảng, cảm giác trong lòng mình rất là thanh thản mọi người, rất là thanh tịnh. Mặc cái bộ đồ lam nữa, và sắp tới thì em thì chuẩn bị đi chùa nữa đó mọi người, kiểu như là mình chuẩn bị cái gì đó rất là sẵn sàng đó mọi người đó. Và trước khi mà rời khỏi cái chỗ này và đi đến chùa Miếu Nổi thì em thì sẽ thông báo cho mọi người một tin rất là vui, một cái điều rất là hời. Chỉ cần mọi người đến với Thanh Thiên Hương tại địa chỉ Block C Eco Green trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, hoặc là mọi người có thể liên hệ mua online qua fanpage Thanh Thiên Hương. Em thì sẽ để contact cũng giống như là info của Thanh Thiên Hương tại một phần mô tả và địa chỉ của Thanh Thiên Hương nha mọi người. Thì mọi người chỉ cần đọc bát cô béo Kiên Giang, mọi người ngay lập tức sẽ nhận được một phần quà trị giá 300.000 với một cái bộ lưu xứ như thế này và nụ nhang cao cấp đó mọi người. Chỉ có member Kiên Giang mới được cái điều hời này thôi nha mọi người, là chỉ cần đặt bát cô bé Kiên Giang mọi người ngay lập tức sẽ nhận được phần quà trị giá 300.000 này nha mọi người. Và mong là mọi người sẽ nhanh nhất có thể có cho mình được một cái sản phẩm là vòng trầm hương như thế này để mà có thể thay đổi cuộc sống mình theo cái hướng tích cực hơn về giá trị, về tinh thần cũng giống như là sức khỏe, và có thể có những cái món quà mà nó thật sự ý nghĩa đến với những người thân nè mọi người, và cho cả bản thân mình nữa. Ok, bạc gớt bể rồi đó. Ok mọi người, và không để mọi người đợi lâu nữa, bây giờ em mì với lại Tài sẽ ngay lập tức di chuyển qua chùa Miếu Nổi và review cho mọi người cái ngôi chùa mà em mì tâm đắc và hay lui tới nhất ở Sài Gòn này nha. Ok mọi người, và em mì đã có mặt tại cái ngôi chùa mà ở đầu vlog em mì đã nói mọi người đó, đó chính là chùa Miếu Nổi, hay còn được gọi là Phù Châu Miếu Nổi nha mọi người, ở địa chỉ số 51 Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp. Và em mì sẽ quay từ đầu đến cuối để cho mọi người có thể biết được cái đường đi và cái cách mà đi qua bên cái Miếu Nổi như thế nào mọi người. Và đầu tiên á, trước khi mà qua bên Miếu Nổi á, thì tụi mình sẽ dừng chân tại cái này người ta gọi là cái gì vậy hả? Miếu hả? Miếu Sa Tăng,
à, miếu Sa Tăng mọi người. Em mì nghe chị Hai nói cho nên là có gì sai thì mọi người bỏ qua cho em mì nha. Đó, thì trước tiên là khi mà trước khi mà mình đi qua bên kia thì mình sẽ ghé ở đây để mà cúng trước đó, và góp mặt ở trong cái phần mà đi chùa lần này á mọi người, à, là những cái gương mặt rất là quen thuộc nha mọi người. Đó, đây Tuấn Mèo nè, à, chị Hai, chị Hai cúng mì, chị Hai cúng mì, chị Hai mì á mọi người, thì đã góp mặt ở trong cái vlog đi vườn rồi đó mọi người. Đó, công chúa, công chúa thì trong cái vlog sinh nhật của em mì bị người ta cầm lên là có anh áo đen chắc lắm không vui. Anh áo đen LGBT có anh áo đen LGBT rất không vui. Đây mì và anh hai của em mì với lại con trai của em mì nữa nè. Con trai với em mì nữa. Bây giờ thì mọi người hãy cùng theo chân em mì nha. Chị Hai rất là hay đi chùa này với mọi người, cho nên là lần đầu tiên mì đến đây cũng là chị Hai dắt mì đi với mọi người. Em mì sẽ đi một vòng để cho mọi người, để quay cho mọi người xem nha. Mỗi chỗ một cây ấy mọi người, tại vì mình cắm nhang nhiều thì nó cũng không có tốt, mà người ta khuyến cáo là mình vái thôi cũng được mọi người nha. Cái bức tượng thờ ông thần đất đó mọi người, thì nói chung ở trong đây á là có rất là nhiều những cái nơi thờ đủ những cái vị thần này kia mọi người, rất là nhiều, rất là đầy đủ. Thì khi mà mọi người đến đây á thì tùy theo là cái nguyện vọng của mọi người như thế nào thì mình đến đây để mà mình cầu nguyện đó, để mong cho kiểu như là công việc thuận lợi nè, gia đình đầm ấm nè đó, rồi sức khỏe này nọ cho những cái người mình yêu thương và cho cả bản thân mình nữa. Đây mọi người, chị Hai chỉ em mì là mình dâng đèn mọi người, dâng đèn để mà mình nguyện cho những cái gì mà mình cầu mong đó mọi người, nó sẽ thành hiện thực. Ok mọi người,
thì từ ở bên cái đền hồi nãy á, mình ở bên phía bên tay phải, bên cái hẻm sẽ không có đường đi vô như thế này. Đó mọi người, mình sẽ đi qua bên cái miếu đằng kia bằng cái đường này nha. Cái gì nữa đó, coi bói á mọi người. Em Mì á nghe nói là coi bói rất là hay nha mọi người. Bạn với miệng cũng hay, rất là hay, rủ nhau ra coi bói. Thì một hồi đó mình sẽ coi bói thử. Đó, mọi người đi thẳng ra phía sau luôn. Đi thẳng ra phía sau thì sẽ có một cái bến đò. Và tụi mình sẽ di chuyển qua bên cái miếu bằng đò nha mọi người. Bảy người. Đây mọi người, là tụi mình sẽ di chuyển bằng đò qua bên miếu nổi. Và cái vé là 15.000 một người cho vé khứ hồi nha mọi người. Mọi người có thể đứng đây, mọi người có thể thấy được cái miếu bên kia không? Đi qua đây thấy mọi người. Khỏi phóng to lên đâu. Một hồi nữa khi mà đi đến gần á thì mọi người sẽ thấy được mọi cái cảnh tượng mà nó sẽ khá là lạ lẫm với những người mà người ta chưa biết đến. Và dạo thời gian gần đây thì miếu nổi đang rất là hot trên TikTok đó mọi người. Một hồi nữa đi đến mọi người thấy rất là lạ, mọi người có tự nhiên có một cái miếu nó nổi. Không được cười bé mà. Cười xuống địa ngục chứ bé mà. Bây giờ tụi mình sẽ chờ đò qua để mà mình đi nha. Đi qua bên miếu đó. Ok mọi người. Cho mọi người xem ở đây người ta cũng có nuôi mấy cái con gì để mà bán để cho mình phóng sinh đó mọi người, mình mua phóng sinh đó. Mình rồi này hết hồn chưa mà. Đâu cái gì câu gì? Cái gì vậy? Mấy con ăn được á bé. Đây mọi người, như mọi người thấy ở đây á, có rất là nhiều người ta đang đợi đò mọi người. Khung cảnh này rất là hợp để mà hát một bài hát. Rất là hợp để hát một bài hát. Không đâu, không phải. Đợi đò. Hai, ba. Đợi đò ơi. Đợi đò ơi. Ơi đò. Ơi hỡi đò ơi. Đây vẫn vui mọi người nha, không phản cảm lắm. Mình vui, mình vô tư đi. Những này cũng thơm. Thơm phức. Đây mọi người, đây đang nhìn sẽ nhìn từ xa sẽ thấy rõ hơn nè mọi người. Quay ở đây thấy rõ hơn nè. Qua đây như vậy, như. Nha. Đó. Mọi người có thấy phía xa xa không mọi người? Đó chính là cái miếu Phù Châu, miếu nổi mà hồi nãy mình nói mọi người đó. Rồi mình sẽ đi đầu qua bên đó. Nhìn từ xa thì mọi người thấy nó rất là nhỏ, mà lại gần thì nó đẹp và nó kiểu như là sao ta. Mình thấy nó rất là kiểu công phu á mọi người. Có cái gì đó rất là đẹp mọi người nha. Mọi người vì ở bên đây là phía của Gò Vấp á, cho nên là mình rất là dễ hết. Hồi lúc em với Beo vừa mới lên Sài Gòn á mọi người, hai đứa mình đi cái đường Quang Trung á, bye bye chạy á, sao chạy tới cái hai mình né vậy. Thiệt đúng là tô á chị với Beo né. Né thì phóng viên tại hiện trường tôi đang ghi nhận tình trạng nước đang rất là ô nhiễm, một màu đen thâm thẳm nha mọi người nhé. Ví dụ điển hình ngay trước mắt luôn. Vừa nói dứt câu. Không đẹp chứ được cái khùng. Trời, đã đội tóc giả rồi mà còn lớp mưa, lớp gió nữa. Bây giờ thành cái đầu đanh đây nè. Mình xếp hàng vô nha. Đàn của mình xếp hàng vô. Oh, my God.
ơi, tới rồi, tới rồi. Đẩy vô nhau đi. Đẩy nhau rồi đi. Ok mọi người tới rồi. Trời ơi, có một cảm giác mà kiểu nó đẹp một cách rất là lạ lùng mọi người. Nó mang một cái kiến trúc mà khiến mình phải bất ngờ khi mà lần đầu tiên đặt chân đến đây nha mọi người. Và đây cũng là lần thứ ba, nói chính xác thì lần thứ ba mình đến đây rồi. Lần đầu tiên là chị Hai dắt đi. Đây chị Hai đây mọi người. À, chị Hai cũng đeo vòng cặp chung với mày luôn, cũng là mua ở Thanh Thiên Hương luôn mọi người. Chị Hai cũng đeo vòng cặp với mày luôn, cũng là mua ở Thanh Thiên Hương luôn mọi người. Mỗi lần đi chùa là chị Hai đeo lắm luôn. Quá đẹp. Mà chị Hai, cái màu của chị Hai sẫm hơn cái màu của Amy. Nó nhìn nó kiểu nó phù hợp với những người mà kiểu già dặn hơn, lớn tuổi. Tại Amy kiểu trẻ trung lại Amy trắng đó mọi người, đeo mấy cái màu này nè. Thì nó nhìn sáng cái da của mình hơn. Nhưng mà ở cái sợi dây của chị Hai á thì là nó có một cái vẻ điềm tĩnh của một người lớn. Tại vì chị Hai đeo cũng hơi lâu, nó lên nước. Nó đeo càng lâu nó sẽ lên. Lên nước à. Ok, không để mọi người đợi lâu nữa. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi một vòng và giới thiệu mọi người những cái hoạt động mà mình có thể làm và tham quan ở đây nha. Mọi người rất là may mắn á, là chị Hai nói sao? Rất là may mắn là ngày hôm nay tự nhiên rất là trùng hợp và đi ngay cái ngày 19 tháng 10 là ngày vía Quan Âm. Ngày vía Quan Âm nên hôm nay chùa có hoa liền mọi người à. Ok. Mấy bó nha. 3 4 5 5 bông. 5 bông. Em thấy bông này đẹp hơn. Chị có mua hoa này không chị Hai? Người cho 20. Hoa này là hoa gì vậy cô? Hoa lài. Hoa lài. Người ta cắm lên rất là đẹp nha mọi người. Bao nhiêu vậy cô? Mọi người đi chùa nên mua hoa nhiều đi để kiếp sau mình đẹp nha. Đó đúng rồi mọi người. Ở trong mấy cái quyển sách cho mà chỉ là cái gì chị Hai? Tiền, cái gì mà tiền hậu gì đó. Cái gì quên rồi. Tiền kiếp, mà... tiền kiếp và kiếp trước kiếp sau đó mọi người.
thấy là mấy cái bình hoa là đầy nhấp hết trơn luôn, chứng tỏ là ở đây rất là linh và được rất là nhiều người người ta lui tới để mà người ta cầu khấn mọi người. Đây mọi người, đây là cái tờ giấy để mà mình ghi tên tuổi. Ở phía bên ngoài này thì sẽ có chỗ để mình ngồi, mình ghi tên tuổi, họ và tên của mình và những người mà mình muốn cầu bình an là gia đình đó mọi người. Bây giờ mình sẽ ghi nha. Ok mọi người, em đã ghi xong tên tuổi của gia đình của em và gia đình anh hai, nói chung là những người mà tụi mình muốn cầu bình an. Để mà mình mua một cái khoanh hương đó đó mọi người, rồi mình treo vô xong đó mình treo lên trên. Chị hai nói là làm cái này rất là tốt luôn mọi người, hôm nay là ngày 19 nữa. Một khoanh như vậy là 20.000 nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ phải tự đi đốt mọi người ạ. Xong rồi sau đó đem đến đây cho chú này treo lên dịch. Sau khi mà mình tự đốt xong thì đem ra ngoài đó chú chia lên giùm nha mọi người. Ok mọi người, mọi người thấy là chị hai đang cầu nguyện mọi người. Xong rồi sau đó tụi mình sẽ có một tiết mục là phóng sinh đá. Em mì với lại Duyên đổ đi. Đổ xuống luôn hả chị hai? Bắt ra từ từ đi. Ôi, chị hai em thấy nó bơi bơi dữ kìa. Đúng rồi, mà là cá phóng sinh đó mi, để thả đi không mi. Kìa em ơi. Miễn cho năm môi với đạo khổ. Đổ cái ảo xuống luôn hả chị? Bắt từ từ ra thôi, để nó sống nó chết mình đổi đi. Đã có phóng sinh. Cái gì áo, cái gì áo? Dạ, bắt ra đi, con nguyện cho con ở đường xa đi đến nơi, đến chốn, ở nơi xa con gặp được quý nhân giúp đỡ khi khó khăn gì đó. Ui trời, nhân hộ cho em con ở xa đó, khi các khách quê người đó, có người giúp đỡ, nguyện đi. Đào nó đi quên. Đổ rồi, đổ đi, đổ đi. Từ từ đến nước con mắt, nó khách nó chết rồi. Tại vì nó cái tụm cái trời hả, bụng bụng cái trời. Cảm ơn chị. Tâm mới đỏ. Chắc em bị nó chết quá chị hai ơi. Hả? Chị đỏ hơn là cũng đỏ một cào xuống. Em thấy nó giật lên trên đây không chị hai? Đúng rồi. Hồi nãy cái anh kia nó dạy gì đó, anh nói đừng có đổ cái ào xuống hay nó sợ nên nó tức nước nó chết. Cái anh bán cái anh kêu thả nó. Đó cho nó phóng. Vậy mình để cho nó tự chứng đi. Luôn á.
lọt chứ nó thì vui. Không có cái màn phóng xanh nào mà cỡ này hết trơn. Ơi chị hai đổ này nè, chị hai đổ này cho nó tự phóng xuống. Ai ơi bắt giùm con cá này hả? Chị hai, chị hai đổ này cho nó tự phóng xuống, ví dụ mà nó có ngợp nước hay gì đó là tự nó chịu. Mình thả nó rồi. Cá này là cá trứng không mọi người? Tao thấy cái màn phóng xanh này không có lên sóng được nè. Không, mình thả được rồi. Tại vì á mình đổ nó xuống một cái ào thì nó sẽ bị tức nước, cái nước. Anh bán cá, anh nói là ở đây thì em mình nghĩ là mọi người nên thả cá. Tại vì thả chim thì sao thì người ta sẽ bắt lại mọi người. Nhưng mà mình nghĩ cá này cũng bị bắt lại thôi. Rồi, ok. Vậy là đã xong. Ok mọi người, vậy là đã xong những cái hoạt động mà mình sẽ đi đến đây để mà làm ở chùa Miếu Nổi đó. Thì khi mà đến đây á, mình còn có thể được ngắm máy bay bay ngang nữa nè mọi người. Đó, đỉnh đồn đây không thấy chưa, hết kỹ thuật bên kia kìa. Đó, đó mọi người, và nếu như mọi người có nhiều thời gian á thì cuối tuần đó mình ngồi ở đây mọi người, buổi chiều nó rất là mát mọi người, trưa nó cũng có nắng gắt mà nó rất là mát, sau mình ngồi ghế đá đây nè mọi người, đó khung cảnh nó rất là bình yên, mình thấy trong lòng mình nhẹ nhõm mọi người à. Thì đến đây mọi người có thể là dâng hương nè, dâng đèn, dâng hoa đó, rồi phóng xanh đó mọi người, rất là hay nha mọi người. Thì giống như ở đầu vlog em thì đã nói rồi thì chắc mình không cần phải nói nhiều hơn nữa, và mong là sau cái chiếc vlog này mọi người sẽ biết cái cách để mà đi sang cái chùa Miếu Nổi này, và biết là khi mình đến đây á, mình sẽ làm cái gì để mà bày tỏ cái lòng thành của mình nha mọi người. Và trời nãy giờ cũng đang rất là mưa nhưng mà mình cũng cố gắng quay cho mọi người xem nữa đó. Và vlog này chắc là sẽ dừng lại tại đây, và mọi người đừng quên nhấn like, subscribe kênh quán nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Bye bye. Phóng xanh đeo hả?